lên mà thấy bông số nhị rồi sáng là thấy cũng đẹp rồi, bác cũng mừng lắm. Mình lên mình thấy nó tươi tốt mà nó số nhị đẹp như là mừng lắm, nói chung mừng lắm. Giờ cũng nhờ công ty hôm nào cũng tới nuôi thăm rồi nhắc nhở cái. Sau cái cử số nhị gặp trời mưa xong thì có hai cái giai đoạn mà chú phải để ý là gì? Số nhị 80% và giai đoạn chạy trái. Huyền Nhi kính chào quý khán giả, kính chào quý nhà vườn thân mến. Thưa bà con, chắc hẳn là với ai thường xuyên theo dõi vườn chú Hoàng từ lúc tạo mầm đến giờ sẽ nhận ra góc vườn quen thuộc mà Huyền Nhi đang đứng. Ngày hôm nay thì luống bông đã sổ nhị thành công tốt đẹp, mặc dù là bối cảnh thời tiết mưa bão diễn ra liên tục. Vâng, và ngay sau đây Huyền Nhi xin mời bà con hãy cùng đi thăm vườn, cùng tham khảo bí kíp chăm sóc hoa của chú Hoàng và cùng chú vẽ ra kế hoạch chăm sóc sau sổ nhị nhé. Quýt tơ trái đã thu xong, sầu riêng cũng đã chuyển bông tượng hình. Chờ hoài mà vẫn lặng thinh, tưởng đầu chú giận bèn rình lên thăm. Chuyện là hẹn với chú Hoàng ngày bông sầu riêng sổ nhụy hú anh em lên thăm vườn. Nhưng lặng lặng tới nay chú vẫn im ru, không biết bông trái thế nào, thôi thì gọi hỏi cái cho chắc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy lên anh em hỏi liền, tình hình sao rồi? Chú Hoàng tiếp lời, không sao, êm đẹp. Mấy nay thấy mấy đứa lu bu quá nên chú sợ làm phiền. Mèn đét ơi, chú không gọi tụi con mới lo đó chứ. Sẵn trớn chú Hoàng nói luôn, phải thôi qua nhậu. Qua tới rồi nhưng muốn nhậu cho ngon cũng phải đi giáp vòng cái đã. Nay vườn sổ nhụy được 8 phần rồi, trái non mới tượng còn dính phần đuôi ruột trắng phiếu, dân trong nghề hay còn gọi là bút chì. Nổi bật phải kể đến phần cuốn hoa, phần cuốn mập mạp, xanh bước, sáng bóng, chứng tỏ rất khỏe. Thử giọng vào cành kiểm tra độ dai chắc thì thấy ngon lành. Những hình ảnh tốt đẹp này chính là kết quả chăm chút tỉ mỉ của chú Hoàng những ngày trước đó. Mấy nay hoa nở, chú cũng thím túc trực ngoài vườn. Thím thì quét phấn, chú vũ cánh hoa. Chú Hoàng nói, mật hoa gặp nước mưa dễ bị chua nhớt rồi sinh bệnh. Đồng vợ đồng chồng nên mọi thứ đều suôn sẻ. Bà con thân mến, thì ngày hôm nay Huyền Chi lại gặp gỡ chú Hoàng ở Lai Vung Đồng Tháp. Và ngày hôm trước thì chú cháu mình đi thăm á, thì nó chỉ mới là bông thôi. Và ngày hôm nay thì nó đã được thay bằng những cái trái mới được hình thành trắng nõn nà luôn. Và ngày hôm trước thì đi chú thím thì cản không có cho tỉa bông. Và ngày hôm nay thì thím lại vườn thì chú thấy là cảm xúc của thím như thế nào rồi? Lên mà thấy bông số nhị rồi sáng là thấy cũng đẹp rồi, bà cũng mừng lắm. Bà lên thu phấn tiếp mấy ngày thì thu phấn cũng được từng lễ này mà thu phấn được có 3 ngày là trọn vẹn thôi. Dạ. 3 ngày trọn vẹn là trời mưa ban đêm á. Còn mấy ngày trước lên thu phấn xong rồi cái khoảng 6 giờ 7 giờ có mưa. Dạ, như vậy thì lúc trước thì thím lo là tỉa quá trời thì không đủ trái, nhưng mà ngày hôm nay thì thấy thím thấy thì trái bông trái nó đẹp, cũng đi tham gia với chú. Vậy là hai chú và thím thì cứ sớm hôm trên vườn. Và cái cảm xúc mà khi mà mình đi làm trên, mình chăm sóc cái vườn cây mà nó được đẹp thì chú cảm thấy như thế nào? Lên mình thấy nó tươi tốt mà nó số nhị đẹp như là mừng lắm, nói chung mừng lắm. Giờ cũng nhờ công ty hôm nào cũng tới nuôi thăm rồi nhắc nhở cái vấn đề mà nó bị bệnh đúng tháng thư rồi này kia đó, chỉ xử lý thành ra làm nó đạt bữa nay là bông sáng đẹp lắm. Dạ. Nó số nhị nhưng mà bông nó cũng không có rớt bao nhiêu, nó cũng vẫn còn. Và chú Hoàng thân mến, thì cái giai đoạn mà nứt đít sổ nhụy đó, chú có thể kể lại với con đó là cái cử đó thì chú đã sử dụng và chú đã tác động những cái giải pháp gì ạ? Cái lúc mình nó chuẩn bị nứt sổ nhụy đó, nó dạng đít vú bò đó ha. Dạ. Thì lúc đó tôi xịt cái thằng Nuchi với Super Cat với Nano Kẽm với Canxibo. Dạ. Bộ bốn đó. Dạ. Xịt vô là nó nở, nó sổ nhị nhanh lắm. Và chú thì con nghe nói là cái kinh nghiệm để mà mình nhìn cái cây để biết nó đủ phấn hay không là khi mà mình đi thụ phấn đó chú. Thì chú có thể miêu tả cho con thấy là khi mà mình đi thụ phấn thì cái phấn hoa sầu riêng trên vườn của chú nó có biểu hiện như thế nào ạ? Cái nó xài đủ cái canxi bo đó, nó cái phấn nó cái chỗ thụ phấn á, nó đóng một lớp phấn nhiều lắm.
thụ sông rồi đó, mà nó đóng cái bằng, nó đóng cái bằng, nó cũng như xà bông vậy đó, nó dính chịch luôn á. Bữa nào tôi mất về mất giặt giặt xà bông hai ba nước nó mới sạch á, không gì lắm luôn. Dạ, ừ, như vậy thì luống bông của mình á thì cũng sổ nhị, cũng có thời điểm nó mưa, nhưng mà may mắn là mình có phấn nhiều, mình thụ gọi là dư giả luôn. Dạ. Phấn của mình dư giả. À, dạ thưa chú Hoàng, thì lần trước anh em lại thì cũng đã tư vấn cho chú là mình kéo hai cặp lá, thì ngày hôm nay thì những cái cặp lá nó như thế nào, và chú có thể chỉ cho con cái bí kíp làm thế nào mình để mà mình dìu cái đọt mà cho cái giai đoạn sổ nhị nó không có rụng, nó vẫn an toàn hay không? Cái này hôm trước tôi định chặn đọt, nhưng mà chú Hùng nói thôi để cho đi đi lấy được một hai cặp lá, thì tới bữa nay thì thấy cũng được một hai cặp rồi đó. Rồi ngày hôm rồi ngày kia tôi có thấy nó sổ nhị đó, thành ra tôi có chặn cái thằng Win 10 với Nano Ca Cộng á, chặn vô thì bữa nay thấy lá nó mở ra, nó xanh, nó mở ra, mở ra tới đâu là xanh tới đó. Dạ, như vậy thì mình cũng đã kéo được thành công, như đúng kế hoạch là mình kéo được hai cặp lá. À, dạ chú Hoàng thân mến, thì cái giai đoạn mà bông trên vườn của mình thì cũng đã sổ nhị gần 80% rồi. Và kế hoạch sắp tới thì chú sẽ định làm gì và chú lo sợ cái gì nhất? Lo sợ nhất là nó rớt quê diêm thôi, chứ bây giờ thì nó sổ nhị thì thấy nó cũng an tâm rồi đó. Bông dạ. Bây giờ nó quê diêm bây giờ mình thấy cũng đẹp rồi đó, cũng sáng, nhưng mà lo là lo cái nó sợ mưa bão, đợt bão tới này nghe cái dự báo thời tiết cái cô điệp thông báo là có cái đợt bão tới này, thành ra hơi lo sợ bão tới nhiều quá, ẩm độ cao đây rồi nó rớt quay diêm, là chỉ lo vậy thôi, chứ còn nói chung bông với như quay diêm bây giờ đó là thấy nó cũng ổn rồi đó. Yeah. Một là mình lo sợ là cái bông mình nó rụng do thời tiết mưa bão quá nhiều, còn phần đọt bên ngoài thì sao chú? Phần đọt bên ngoài thì tôi phải chặn thôi, phải dạ. Chặn, phải chặn lần nữa, ngày tính ngày mốt mơi mốt thì chặn lần nữa, thì chú Hùng mới cho cái bài để chặn này, mơi mốt thì chặn ạ. Dạ. À, vâng, rồi cảm ơn chú Hoàng. À, và bà con thân mến, thì qua phần trò chuyện nhỏ thì chúng ta cũng thấy được là tình hình trên vườn của chú Hoàng đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn tạm ổn, nhưng mà sắp tới thì mưa bão nhiều, do đó thì cần có một cái giải pháp giúp hạn chế rụng bút chì cũng như là kiểm soát phần đọt bên ngoài. Và sau đây xin mời bà con hãy cùng đến với những thức hình tiếp theo nhé. Vốn thận trọng nên khi sầu riêng sổ nhụy gặp mưa, chú Hoàng chủ động kéo bạc đậy kín gốc. Mấy nay trời có hơi nắng, chú Hoàng hé hé miệng bạc cho rễ thở. Chú nói đẩy kín quá hầm hơi héo rễ. Theo nghiên cứu khoa học thì cây sầu riêng khi sổ nhụy vẫn cần nước, qua đó anh em nhắc chú đẩy 7-3 là vừa. Nghe xong, chú Hoàng lấy kéo khoanh liền một vòng quanh gốc. Thấy chú rớt rẽn cắt bạc, mấy chị bên vườn quýt hỏi sao cắt ổn. Chú Hoàng nói liền lẹ làng sốt sắng cho sung, trúng mùa mua bạc mới mấy hồi. Tay kéo tay cắt thoăn thoắt đã xong, những cây sầu riêng đã được một khoảng không gian hít thở, giờ rảnh ngồi tính toán phun xịt chống rụng bút chì là vừa. Quý nhà vườn thân mến, thì hôm nay Phi Hùng thăm lại vườn chú Hoàng, một trong những nhà vườn mà có cái cổ bông gọi là sổ nhị gặp mưa liên tục. Thì tính từ cái thời điểm mà Phi Hùng ghé vườn chú á, tới về 4-5 ngày trước á, thì thứ nhất là gì? Mình gặp tình trạng là mưa liên tục kể cả ngày và đêm. Và đối với giai đoạn sổ nhị á, một trong những giai đoạn nhạy cảm của cây sầu riêng mà gặp mưa đêm á, thì rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới nó. Thứ nhất là gì? Nó dư nước mưa nè, nó dư đạm nè. Thứ hai, đặc biệt cái mưa đêm thì nó sẽ gây cho cái bông của mình là nó bị tháng thư, nó bị đen bông, hay còn nhiều nhà vườn gọi là nó bị gạt tàn thuốc. Nhưng mà quay lại thực tế là gì, sau một cái dòng mà Phi Hùng tổng quan vườn của chú á, thì thấy vườn của chú Hoàng có một cái cử sổ nhị thật sự là thành công so với mặt bằng chung. Tại vì sao? Thứ nhất á, là cái bông nó sổ ra nó sáng, nó không có bị tháng thư, nó không có bị gạt tàn thuốc. Yếu tố thứ hai là gì? Khi cái bông nó đưa ra thì nó đưa hết, nó xòe ra hết. Tại vì sao? Lúc trước Phi Hùng có gợi ý chú là mình có cái thao tác mình tỉa bông á, nó chừa khoảng cách. Thì khi mà chừa khoảng cách như vậy thì nó bung được hết cánh, thụ phấn tốt hơn. Và đặc biệt là gì? Sau cái cử sổ nhị gặp trời mưa xong thì có hai cái giai đoạn mà chú phải để ý là gì? Sổ nhị 80% và giai đoạn chạy trái. Giai đoạn sổ nhị 80% quý nhà vườn thì thường xảy ra cái hiện tượng là gì? Rụng bút chì, hay nhiều người còn gọi là rụng que diêm á. Thì đối với hiện tượng này, Phi Hùng xin gửi tới quý nhà vườn ba cái nguyên nhân để dẫn đến hiện tượng này. Thứ nhất là gì? Nó thụ phấn không có được, nó cũng rụng. Yếu tố thứ hai, thụ phấn tốt
qua mình nhiều mặt, thụ phấn được nhưng mà nó không thụ tinh được, nó vẫn rụng. Và yếu tố thứ ba là Vi Hùng xin nhắc nhở quý nhà vườn mình lưu ý yếu tố này là tầng gời nó bị phân hủy. Thì đối với cái việc mà tầng gời nó bị phân hủy á, nếu quý nhà vườn mà mình không kiểm soát được mà mình cứ để cho nó phân hủy nhiều á, thì sẽ thấy hiện tượng là gì? Còn có những cái cùi bông không à, đó là một trong những cái mấu chốt mà dẫn đến cái hiện tượng là gì? Rụng bút chì hay còn gọi là rụng que diêm hàng loạt. Thì đối với cử này trên vườn chú Hoàng á, thì Vi Hùng xin gửi tới chú Hoàng và cũng như quý nhà vườn mà đang gặp tình trạng này, cái bộ công thức phun xịt là gồm chế phẩm là gì? Maybe 247, mình kết hợp luôn cái Carbofort. Và đặc biệt là gì? Mưa bão liên tục này giúp cho Vi Hùng bỏ một lọ thấm sâu vào cái phi 200 lít, phun xong 5 phút sau mưa mình cũng không có sợ gì nó ảnh hưởng tới phi thuốc của mình. Thì đối với cái vị trí phun mà khi giai đoạn trái non này quý nhà vườn, thì quý nhà vườn lưu ý giúp Vi Hùng, thứ nhất là mình phun vào những cái chùm bông mà sổ nhị xong. Vị trí thứ hai là gì? Mình giúp Vi Hùng là gì? Phun ở dưới mặt dưới lá, tại vì giai đoạn này thì mặt dưới nó chiếm phần lớn khí khổng nhiều nên mình đưa vào thì giúp cái cây mình nó điều hòa và cũng như giữ lại cái lượng trái trên cành nhiều hơn. Cái điểm mạnh của bộ giải pháp này quý nhà vườn là thứ nhất là gì? Nó là một trong những nhóm chất điều hòa sinh trưởng quen thuộc với cây trồng. Cái thứ hai là nó cung cấp lại ba cái nguyên tố quan trọng đối với cây trồng là gì? Canxi, lân và cái bo trong giai đoạn này. Và đặc biệt các chế phẩm này nó thân thuộc đối với cây trồng của mình, khi mình phun vào vừa giúp trái nó phát triển nè, vừa giữ lại cái tầng gời của trái, và đặc biệt là gì? Không có gây nóng trái. Nhớ dùm Vi Hùng là gì? Nếu mà gặp trời mưa xong á, thì để tầm khoảng 2-3 tiếng sau mình hả phun. Tại vì khi mưa xong cái cây nó bị trương nước á, nên mình phun vào thì hiệu lực thuốc nó cũng không tối ưu lắm. Lần tác động giai đoạn sổ nhụy 7-8 phần, bên cạnh hỗ trợ dinh dưỡng và nhóm chất chống rụng vừa nêu, thì anh chú nhớ giúp dùm em cháu ngắm nghía thật kỹ phần đọt bên ngoài. Có câu, đọt đi một ly là trái đi mất tích. Nếu không chặn đứng sớm thì khả năng chùm bông rụng hết, chỉ còn mỗi cái cùi trọi lõi. Vui xuân không quên nhiệm vụ, nay hẹn anh em qua nhậu nhưng chú Hoàng vẫn tranh thủ phun xịt kiểm soát đọt. Thấy trời ba hồi nắng bốn hồi ui, anh em nhắc nhẹ, gấp gấp chừng mưa chú ơi. Chú Hoàng nói liền, khỏi lo, có pha thấm sâu 30 giây rồi. Trong cái giai đoạn mà cây sầu riêng mình sổ nhị 80% ở quý nhà vườn, thì ngoài các yếu tố là mình lo bên trong là gì, mình cho trái chạy mau hơn, mình chống rụng, thì còn một yếu tố mà Vi Hùng xin lưu ý tới quý nhà vườn là ở ngoài cái đọt. Tại vì khi mà cây sầu riêng mình sổ nhị chưa cần nó mở lá đâu, chỉ cần nó sáng cái đọt lên thôi là bắt đầu cây nó chuyển trạng thái sang nó nuôi đọt, nó giật cái trái của mình. Thì cái này là Vi Hùng xin lưu ý là gì, mình phải chủ động mình chặn. Và đặc biệt là gì, khoảng thời gian sắp tới cái thời tiết của mình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Coi Nu, nên mình càng phải chủ động bằng cái bộ đôi là gì, Vin 10 và Nano K cộng. Thì cái bộ đôi Vin 10 và Nano K cộng Vi Hùng gửi tới quý nhà vườn á, ngoài cái công dụng chính là nó giúp cho đọt mình đi chậm hơn, nó đứng đọt ngay á, thì nó còn luôn hai công dụng tích hợp là gì? Bộ đôi này vừa ngừa được luôn cái trái lá, và đặc biệt là gì, nếu quý nhà vườn nào mà thấy lá mình hơi trái trái khi phun bộ đôi này chặn đọt thì cái vết trái lá nó sẽ đứng lại ngay. Và cái công dụng tích hợp thứ hai là gì? Cái Nano K cộng kali dạng sữa dạng hữu hiệu, khi mình đưa vào mình ức chế cái đạm thừa, giúp cây mình tập trung dinh dưỡng nuôi trái tốt hơn, và cũng như là gì, trái mình nó chạy nhanh hơn. Sau giai đoạn sổ nhụy khoảng 1 tuần lễ thì những chùm trái đầu tiên sẽ có biểu hiện khô đuôi chuột, trái lớn nhanh và chuyển dần sang màu xanh, đít trái hình thành các cây nhỏ li ti, dân trong nghề còn gọi là tiền chạy trái. Có hai hướng tác động dưới gốc ứng với biểu hiện phần cây. Trường hợp bông khỏe ít rụng thì dưới gốc chỉ cần tưới nước vừa đủ ẩm. Trường hợp bông yếu rụng nhiều thì nhà vườn sẽ bổ sung ngay canxi, kali và bo rong. Lưu ý để đảm bảo an toàn, khi này lớp bạc sẽ không dở ra hoàn toàn mà chỉ hé một khoảng vừa đủ để bét phun có thể lòn vào. Thì đối với thời điểm thứ hai mà Phi Hùng xin lưu ý tới quý nhà vườn là giai đoạn tiền chạy trái, hay quý nhà vườn lấy cái mốc là gì, sau sổ nhị 7 ngày. Thì đối với giai đoạn này là giai đoạn trái nó đang phát triển, và quý nhà vườn lưu ý giúp Phi Hùng là gì, khi mà mình đi ra vườn á, mình xác định tới thời điểm này với những đặc điểm sau. Thứ nhất là những cái chùm bông nó sổ nhị xong, nó có hiện tượng là gì, trái nó bắt đầu xanh ra và nó hình thành những cái gai nhỏ ở dưới đi lên đó. Và yếu tố thứ hai là gì, mình nhìn cái phần cuốn bắt đầu nó mập, nó to ra, và đặc biệt nó có một cái góc, nó cong một góc nhẹ lên. Đó là hai yếu tố để biết là cái gì, cái vườn của mình chuẩn bị bước sang giai đoạn chạy trái, hay còn gọi là gì, giao giữa sổ nhị và chạy trái. Thì đối với mục tiêu cụ thể của giai đoạn này, thứ nhất là gì, mình phải giữ lại cái lượng trái mà nó đang chạy, tại vì cái giai đoạn này nó vẫn còn hiện tượng là gì, rụng bút chì. Và đặc biệt là gì, cái trái non của mình nó bị rụng do nó bị thiếu dinh dưỡng. Và cái mục tiêu thứ hai là gì, mình giúp cho cái trái mình nó chạy nhanh hơn, gai nó phân bố mau hơn, mà đặc biệt là gì, nó phình cái trái mau hơn.
Thì chú Hoàng có hỏi phía Hùng một cái câu hỏi là gì? Đối với cái vườn của chú Hoàng như là số nhị gần xong rồi, thì cái thời điểm mà mình dỡ bạc được, thì đối với cái tình hình chung á, thì cái mốc mà Phi Hùng cho nhiều nhà vườn dỡ bạc là gì? Sau cử số nhị 7 ngày xong thì mình bỏ 5 ngày, bắt đầu mình phun cửa đó xong thì trái mình nó chạy nè, trái mình to ra, và đặc biệt là khi mà mình nhìn thấy cái trái nó lớn đều á, thì mình tiến hành thao tác mình dỡ bạc. Mà dỡ ở đây á quý nhà vườn, thì quý nhà vườn lưu ý là gì? Mình vẫn chừa lại một phần nhẹ để làm chi, lỡ mà có mưa đột xuất hay gì á thì nó giảm lại cái lượng nước, tránh tình trạng là nó quay lại cái dòng lập là gì, phân hủy tầng gời. Thì đối với giai đoạn này Phi Hùng xin lưu ý tới quý nhà vườn và cũng như lưu ý tới chú Hoàng là gì, không có đợi tới giai đoạn trái nó chạy mau mà mình bổ sung các nguyên tố chung vi lượng, mà mình phải bổ sung ở giai đoạn này. Thì đối với giai đoạn này Phi Hùng thường gửi tới quý nhà vườn là gì, mình bổ sung cái chung vi lượng là gồm gì, kali canxi bo với liều lượng là gì 200g trên một gốc, mình bón xung quanh gốc. Nhưng mà đặc thù cái vườn của chú Hoàng á, chú Hoàng cắt xung quanh cái mô xong nên cái thao tác bón á, thì nó bón trực tiếp vô gốc cây nên nó sẽ gây ảnh hưởng. Nên Phi Hùng gì khuyến cáo chú là gì, mình pha vào cái phi và mình đưa vào cái máy nén, mình xịt xung quanh cái gốc, một gốc tầm khoảng 3-4 lít nước thôi, trong cái dung dịch đó thì có cái hàm lượng kali canxi bo giúp á, trái mình chạy mau hơn. Và đặc biệt là gì, khi đưa đầy đủ chung vi lượng trái mình xanh gai gai nở mau hơn. Song hành với thao tác bên dưới thì trong thân cành sẽ có một cử phun xịt tiền chạy trái. Lưu ý khi này trái non rất yếu ớt, vì thế nhà vườn nên né các dòng có thể gây nóng nha. Phấn công thức nền Maybe và Carbofort nhưng kèm thêm một ít dinh dưỡng thúc trái. Phần này chú Hoàng tin tưởng lựa chọn Nutri gạt tiêu Tây Ban Nha để kết hợp vào phi thuốc. Với 16 dưỡng chất cấu tạo dạng nhựa sống, Nutri gạt tiêu giúp cây rồng hấp thu nhanh mà không cần chuyển hóa, qua đó giúp trái lớn nhanh, phơm đẹp, hạn chế rụng. Sau khi mà quý nhà vườn thực hiện thao tác là mình dàn kali canxi bo vào cái thời điểm tiền chạy trái á, thì quý nhà vườn bỏ giùm Phi Hùng 2 ngày sau mình tiến hành thao tác mình phun bên trên. Tại vì bỏ 2 ngày đó cây hấp thu cái lượng canxi kali bo, nó vận chuyển tới các cái chùm trái non á, thì giúp nó trái, nó chạy mau hơn, và đặc biệt là gì, nó phân bố dinh dưỡng tốt hơn. Và cái cử phun ở trên thì Phi Hùng xin gửi tới quý nhà vườn bộ ba giải pháp là gì, gồm Maybe 247, Carbofort và cái Nutri Active Tây Ban Nha. Thì đối với cái bộ giải pháp mà Phi Hùng xin gửi tới quý nhà vườn á, đặc biệt là nó chứa những cái dòng dinh dưỡng nhập khẩu nè, cây mình nó hấp thu dễ hơn, tránh cái tình trạng là gì, nó thiếu hụt dinh dưỡng rồi nó rút trái này trái kia, để nửa phơm trái mình nó xấu quắc, giống như là gì, đít nhìn cuốn. Thì sau cứ phun này một tuần, quý nhà vườn bỏ một tuần đó để chi, giúp nó trái chạy mau hơn và bước vào cái thời điểm chạy trái cao điểm. Thì lúc đó anh em ban biên tập và cũng như là Phi Hùng sẽ cập nhật và gửi tới quý nhà vườn các cái bộ công thức để mình ứng dụng vào thời điểm đó. Cháu về để bức thư tay, tuần tự các bước trong ngoài dưới trên, chạy trái xong gọi cháu lên, thăm nhanh vườn tược còn lên bia mồi. Chú Hoàng hay nói với thím rằng chú khoái sự nhiệt tình của anh em kỹ thuật, bất kể mưa nắng cứ đúng lịch đúng giờ là có mặt. Chú thích thêm cái cách thăm vườn thực tế rồi đề ra kế hoạch cụ thể từng bước, nhờ vậy mà chú hết sức yên tâm. Sau chuyến thăm vườn hôm nay, chắc chắn anh em sẽ quay lại vào khoảng ngày sắp tới. Rất mong quý nhà vườn cùng quý khán giả sẽ tiếp tục đồng hành chăm sóc vườn chú Hoàng ở giai đoạn kế tiếp nhé. Sau cùng thì tôi cũng có thay mặt nông dân gửi lời cảm ơn các anh em bên An Phát Nông, cũng chúc cho các anh em được dồi dào sức khỏe để thường xuyên đến thăm vườn để giúp cho nông dân vườn chúng tôi được an tâm, hướng dẫn những kỹ thuật hay để cho làm được nó tốt hơn. Thì cảm ơn. Bà con thân mến, với đoạn phóng sự ngày hôm nay, chúng ta cũng đã thấy được những hình ảnh về sự chỉnh chu, sự đầu tư của chú Hoàng trên vườn cây. Kèm theo đó là kế hoạch đã được anh em vẽ ra rất là chi tiết. Huyền Nhi tin rằng là với sự kết hợp này sẽ giúp cho chú Hoàng bảo vệ được cái luống trái mới hình thành nè, hạn chế rụng, gai xanh, lớn nhanh, phơm đẹp. Vâng, và đoạn phóng sự đến đây là khép lại. Huyền Nhi xin chào bà con, hẹn gặp lại vào ngày vườn của chú Hoàng chạy trái cao điểm nha.